Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thiết trên kênh Tin Nóng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ hàng ngày. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Bắc Ninh ghi nhận 104 ca mắc COVID có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tỉnh đầu tiên ở miền Tây nâng cấp độ dịch từ 2 lên 4. Ổ dịch COVID ở vùng xanh Lạc Dương, cách ly 54 giáo viên và học sinh, Nghệ An thêm 24 ca. Từ ngày 8 tháng 11, học sinh ngoại thành Hà Nội sẽ đến trường học. Lâm Đồng phát hiện 20 ca COVID-19 mới với 4 chủng lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh đầu tiên ở miền Tây nâng cấp độ dịch từ 2 lên 4. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận số lượng F0 tăng nhanh, nhất là ca nhiễm cho cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định cập nhật cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 2 lên 4. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký ban hành quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ áp dụng cấp độ 4, nguy cơ rất cao, vùng đỏ, từ 12 giờ trưa, mùng 2 tháng 11. Bạc Liêu có 20 trên 64 xã ở cấp độ 4, 8 xã ở cấp độ 3. Đối với cấp huyện, có 2 đơn vị là thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu ở cấp độ 4. Cấp độ 3 có 3 đơn vị gồm huyện Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân. Cấp độ 2 gồm huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình. Như vậy, sau khi số lượng F0 tăng nhanh, mạnh, đặc biệt là ca nhiễm trong cộng đồng rất lớn, Bạc Liêu đã chuyển đổi cấp độ dịch từ vùng 2 lên vùng 4. Đây là tỉnh đầu tiên ở miền Tây quyết định nâng cấp độ dịch từ 2 lên 4. Toàn tỉnh Bạc Liêu sẽ áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch là cấp độ 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tập trung 100% lực lượng để thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tuân thủ sự hướng dẫn của tổ công tác đặc biệt do Bệnh viện Chợ Giấy chi viện. Theo CDC tỉnh Bạc Liêu, từ 6 giờ sáng 31 tháng 10 đến 6 giờ sáng mùng 1 tháng 11, địa phương này ghi nhận thêm 382 ca F0, trong đó 102 trường hợp dưới 18 tuổi. Trong 382 ca nói trên, có 167 F0 được ghi nhận cho cộng đồng. Còn tính từ ngày 29 tháng 10 đến 6 giờ sáng mùng 1 tháng 11, Bạc Liêu đã ghi nhận 1.200 F0, trong đó có đến 459 ca cộng đồng. Bạc Liêu là tỉnh ghi nhận số lượng F0 nhiều nhất tại miền Tây trong những ngày gần đây. Hiện đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bạc Liêu hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện ba địa phương ở miền Tây đã quyết định chuyển đổi cấp độ dịch gồm thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Bắc Ninh ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm qua, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 105 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày hôm qua, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2.171 ca mắc COVID-19. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 96 trên 126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1, tương đương với màu xanh, nguy cơ thấp, bình thường mới. 28 xã, phường ở cấp độ 2, tương đương với màu vàng, nguy cơ trung bình. Riêng xã Đông Tiến, huyện Yên Phong ở cấp độ 3, tương đương màu cam, nguy cơ cao. Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ở cấp độ 4, tương đương với màu đỏ, nguy cơ rất cao. Tại tỉnh Bắc Giang, trong ngày hôm qua, tỉnh này phát sinh 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 18 ca F0 trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu, 3 ca là F1 đã được cách ly trước đó. Một ca F0 ở huyện Yên Dũng có yếu tố dịch tễ là công nhân công ty SL Vina thuộc khu công nghiệp Quế Võ 1, Bắc Ninh. Hàng ngày đi về từ huyện Quế Võ đã tiêm một mũi vaccine Verocell. Ổ dịch COVID ở vùng xanh Lạc Dương, cách ly 54 giáo viên và học sinh, Nghệ An thêm 24 ca. Thưa quý vị, tại Lạc Dương, huyện vùng xanh duy nhất ở Lâm Đồng, vừa xuất hiện một ổ dịch COVID-19 khiến 54 giáo viên và học sinh phải cách ly y tế. Hai trường học tạm đóng cửa, 47 hộ với hơn 200 nhân khẩu bị phong tỏa tối thiểu 14 ngày. Sáng hôm nay, Sở Y tế Lâm Đồng công bố 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 trường hợp thuộc ổ dịch tại số 63 Duy Tân, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, bao gồm vợ chồng anh DPD và 3 người thân trong gia đình. Ngày hôm qua, khi đưa vợ đi khám thai 10 tuần tuổi, hai vợ chồng anh DPD test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Qua điều tra truy vết, đến sáng nay, cơ quan y tế phát hiện thêm 3 người thân trong gia đình anh DPD dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có trường hợp là học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Lang Biang. Cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly y tế 39 học sinh và 15 giáo viên giảng dạy lớp học này.
huyện quyết định cho học sinh các trường trung học phổ thông Lang Biang và mầm non Họa Mi nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 với địa bàn cách ly từ hẻm số 47 đến hẻm số 83 dọc hai bên đường Duy Tân, tổ dân phố Đăng Gia Diệt B. Quy mô khu vực cách ly gồm 47 hộ và 23 phòng trọ với 212 nhân khẩu, thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày. Trong số 5 người mắc COVID-19 trên, có người thường xuyên đến thành phố Đà Lạt giao dịch, mua sắm hàng hóa, gửi hoa tươi đi thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Sở Y tế Lâm Đồng phát thông báo khẩn tìm người đến 17 điểm nguy cơ cao tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương liên quan đến ổ dịch này. CDC Lâm Đồng tăng cường lực lượng cùng ngành y tế hai địa phương truy vết khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và các điểm có nguy cơ cao. Như vậy, kể từ khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam, đến nay, đây là lần đầu tiên huyện Lạc Dương ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Nghệ An thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An thông tin. Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng. Các ca dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại 10 địa phương: Yên Thành 5, Quỳnh Lưu 4, Nghĩa Đàn 3, Quỳ Châu 2, Thanh Chương 3, Thành phố Vinh 3, Con Cuông 1, Diễn Châu 1, Hưng Nguyên 1, Quỳ Hợp 1. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 23 ca đã được cách ly từ trước, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về, 5 ca là F1, 4 ca trong khu cách ly. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.466 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 2.120. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 20. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 326. Ghi nhận hàng loạt ca bệnh trong cộng đồng ở nhiều địa phương, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi các huyện, thành, thị về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có 27.151 công dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê, phát hiện 379 ca dương tính. Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, Sở Y tế Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị chỉ đạo các ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đến trở về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời phát hiện, xét nghiệm phát hiện sớm, tổ chức quản lý cách ly, theo dõi sức khỏe, phù hợp theo quy định tại công văn số 5022 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An. Phát huy tối đa vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế. Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch tương ứng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn. Các huyện, thành phố, thị xã phải cử cán bộ đầu mối phụ trách đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Lâm Đồng phát hiện 20 ca COVID-19 mới với 4 chủng lây nhiễm cho cộng đồng. Thưa quý vị, Lâm Đồng phát hiện 20 ca COVID-19 mới, thêm 4 chủng lây nhiễm cho cộng đồng. 6 huyện và thành phố trong tỉnh đều những người đến từ vùng có dịch. Sáng nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 20 ca COVID-19 mới trên địa bàn 6 trên 12 huyện, thành phố của tỉnh, gồm Bảo Lâm 7 ca, Lạc Dương 5 ca, Lâm Hà 3 ca, Đơn Dương 1 ca, Đạ Tẻ 1 ca và thành phố Bảo Lộc 3 ca. Trong đó, đặc biệt thêm 4 chủng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện, thành phố Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm. Tại thành phố Bảo Lộc, thêm chủng 3 ca COVID-19 có dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh về phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Ngày 31 tháng 10, anh NMT, nam 29 tuổi và chị PTKN, nữ 25 tuổi, đưa bố PDH, nam 55 tuổi, khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Bảo Lộc. Đến trạm y tế Lộc Phát xét nghiệm test kháng nguyên SARS-CoV-2, cả 3 trường hợp có kết quả dương tính. Sáng nay, 3 trường hợp này có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Tại Bảo Lâm, xuất hiện chùm 6 ca COVID-19 tại tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm. Theo đó, ngày hôm qua, có 6 người trong một gia đình tại tổ 8, Lộc Thắng, Bảo Lâm đến trung tâm y tế Bảo Lâm khai báo y tế do có tiếp xúc với một trường hợp nhiễm COVID-19 là chị DTTT từ Đồng Nai lên chơi với gia đình từ ngày 25 tháng 10 đến 29 tháng 10. Kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện 5 trường hợp có kết quả dương tính, một người âm tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra,
truy vết phát hiện thêm một người liên quan 5 trường hợp trên có kết quả test nhanh dương tính. Sáng nay, 6 trường hợp test nhanh đã có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, truy vết có 45 F1 và 9 F2. Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 550 ca COVID-19, trong đó đang cách ly điều trị 179 ca, ra viện 368 ca, tử vong 2 trường hợp. Từ ngày 8 tháng 11, học sinh ngoại thành Hà Nội sẽ đến trường học. Thưa quý vị, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ ngày 8 tháng 11, học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 cùng 18 huyện, thị ngoại thành sẽ đi học trực tiếp. Các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 3807 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 8 tháng 11, học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị xã, mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng, sẽ học trực tiếp. Các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online. Riêng cấp học mầm non vẫn nghỉ học tại nhà. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn phải nắm rõ thông tin của các em, cấp độ dịch và quy định cho đi học của địa phương nơi học sinh cư trú. Các trường bắt buộc phải đạt yêu cầu an toàn theo bộ tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế Hà Nội. Đồng thời lên phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh trên một buổi dạy. Những giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp. Trong quá trình dạy trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan dịch tễ, các ca nhiễm, không đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, thị xã sẽ xem xét cho dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Để đưa ra đề xuất này, ngành giáo dục cho rằng các khối lớp đầu và cuối cấp đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa đồng thời phải thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp nên cần được ưu tiên. Cùng với đó, khu vực ngoại thành đều đạt cấp độ 1 và 2 trong công tác phòng chống dịch, còn nội thành vẫn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thành phố yêu cầu các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, dạy một buổi trong ngày đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Hà Nội khuyến khích những trường đông học sinh kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo giãn cách. Theo thống kê, 96% giáo viên, nhân viên các trường đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó 62% người được tiêm đủ 2 mũi. Những trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cũng đã được trao trả mặt bằng, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh. 30 phòng giáo dục và đào tạo cũng lấy ý kiến phụ huynh trong việc mở cửa trường. Kết quả, 78,6% người được hỏi mong muốn cho con em được học trực tiếp. Ngày 29 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở 2 mức đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, mức độ an toàn càng cao. Nếu đạt 12 tiêu chí trở lên, trong đó phải có 5 tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12, trường học thuộc nhóm thực hiện tốt, an toàn. Trường hợp đạt 8 đến 11 tiêu chí, trong đó phải có 4, 5, 8, 11, 12, các trường thực hiện khá, an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh trở lại. Tuy nhiên, những ngày này phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các tiêu chí không đạt. Nếu chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá thực hiện chưa tốt, không an toàn và không được phép hoạt động. Sở cũng ban hành hướng dẫn liên ngành với các biện pháp phòng chống dịch khi học sinh trở lại trường, áp dụng với nhà trường, giáo viên, học sinh, nhân viên y tế và bảo vệ. Đồng thời, Sở cũng hướng dẫn xây dựng các tiêu chí, yêu cầu bắt buộc với các trường khi đón học sinh, dự trù các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an toàn trong phòng chống COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, hồi phục nhanh nhưng đừng chủ quan. Thưa quý vị, đúng một tháng kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cửa để sống chung và thích ứng an toàn với COVID-19. Một tháng trôi qua đã đủ để thấy rõ Thành phố Hồ Chí Minh đang hồi phục vững vàng sau cơn bạo bệnh. Hôm nay, đúng một tháng kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cửa để sống chung và thích ứng an toàn với COVID-19. Không như những lo ngại ban đầu hay dự báo tiêu cực hồi cuối tháng 9, một tháng trôi qua đã đủ để thấy rõ Thành phố Hồ Chí Minh đang hồi phục vững vàng sau cơn bạo bệnh. Nhìn đường phố tấp nập đầy sinh khí tối qua và hàng quán đông đúc người ra vào sáng nay, rất nhiều người đang nhen nhóm niềm vui, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hồi phục nhanh hơn chúng ta nghĩ. Thấy dòng người vui vẻ trong lễ hội Halloween, những tiếng cười đùa vang trên đường phố từng vắng ngắt không một bóng người, nhưng đa số vẫn không liên tưởng đến mấy đợt lễ trước dịch hay chê trách đám đông vì tình hình bây giờ đã khác xa. Số lượng ca nhiễm mới mấy ngày qua vẫn trên dưới 1.000, nhưng điều cần quan tâm nhất là con số tử vong đã nhiều ngày xuống dưới 30. So với ngày cuối tháng 9 khi vẫn còn 104 đồng bào ra đi mỗi ngày vì COVID-19, thì hôm qua, con số đáng buồn ấy chỉ còn 21, bằng 1/5.
nếu so với đỉnh điểm 24 tháng 8 khi 340 người nằm xuống. Quả thật, tín hiệu khả quan đó minh chứng thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng đường. Số ca nhiễm tăng hay giảm có thể do test nhiều hoặc ít, nhưng lượng người mất giảm mạnh như thế mới là điều đáng chú ý. Số ca bệnh nặng phải tích cực chữa trị cũng giảm đáng kể, hay nhiều bệnh viện dã chiến đã giải tán hay nhập lại cùng hàng đoàn y bác sĩ, quân y rút đi ngày càng nhiều, đang cho thấy việc mở cửa dù còn nhiều thận trọng như vừa qua là cần thiết và đúng hướng. Chúng ta không có con số của các loại bệnh khác để so sánh, dù ai cũng hiểu nếu thống kê nhiều bệnh cũng chẳng kém cạnh mấy đâu, nên không thể ru rú rồi co rúm sợ hãi COVID-19 mãi được. Dù ai có nhìn theo góc nào thì rõ ràng vaccine phủ dày ở thành phố Hồ Chí Minh với con số gần 100% người trên 18 tuổi đã tiêm là yếu tố quyết định để Sài Gòn mở cửa nhưng không bùng dịch. Không ai ảo tưởng tiêm rồi sẽ không nhiễm hoặc chẳng lây, nhưng rõ ràng khi đại đa số người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã có tấm áo giáp, dù đó là vaccine nào thì chúng ta cũng có được vũ khí hữu hiệu và công dụng nhất vào thời điểm này để sống chung với COVID-19 với tâm thế vững vàng hơn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và ngành y thành phố này cũng luôn cho rằng vaccine là yếu tố quyết định để thành phố mở cửa từng bước được như hiện nay. Một tháng trước, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cùng nhận định an toàn đến đâu mở cửa đến đó. Việc từng bước thí điểm ở những nơi dịch ổn như Củ Chi, quận 7 rồi nhân rộng ra toàn thành phố và những ngày qua là cho ăn uống tại chỗ hay bận đi những biện pháp mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn sẽ giúp thành phố năng động nhất nước sớm lấy lại vị thế của mình. Từ cấp độ dịch 4, thành phố hạ dần xuống 3. Hiện cả thành phố đang ở mức 2 và nhiều quận huyện đã trở về một bình thường mới. Cả quãng đường dài đầy trắc trở, vô cùng gian khó, gói gọn trong vài dòng ấy là cả nỗ lực rất lớn của hơn 10 triệu dân cùng bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày qua, hàng trăm ngàn học sinh từ 12 đến 18 tuổi đang được tiêm ngừa COVID-19 đang hứa hẹn ngày tựu trường gần hơn. Cuộc sống như trước đợt dịch lần thứ tư đang trở về dần. Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố đã có những quyết định đột phá và dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa thành phố hồi phục. Thực tế đang chứng minh điều đó khi nơi từng là tâm dịch lớn, khủng khiếp nhất nước đang sôi động trở lại. Ông nói thêm, việc mở cửa đòi hỏi phải trong lộ trình chung, chờ cho các học sinh tiêm xong vaccine mới an toàn được. Khi xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, thành phố kỳ vọng trở về bình thường mới trước Tết Dương lịch. Nhưng với những gì đạt được, lộ trình đã sáng hơn. Giờ này tháng sau cũng sẽ đủ để đánh giá xem việc cho ăn uống tại chỗ dẫn đến điều gì, những đột phá và dám làm, dám chịu sẽ cho thành quả ra sao. Nhưng với lượng người đã tiêm, F0 đã khỏi, kết quả ban đầu đã thế và hệ thống y tế của Sài Gòn đã nhiều kinh nghiệm thì tình hình có lẽ sẽ ổn, theo hướng tích cực hơn. Một tháng trước, nhiều người ở đây đã nghĩ thế và hy vọng 1-2 tháng điều ấy vẫn đúng. Một tháng còn quá sớm để kết luận mở cửa thành công. Dịch bệnh không còn đáng lo nên thành phố Hồ Chí Minh đừng vội chủ quan, tự mãn bởi virus vô hình, phòng chống luôn hiện hữu, theo sau. Có lúc còn lạc lối như đã từng trả giá quá đắt. Nhưng nếu vẫn đi với hướng này, tình hình vẫn diễn biến như vậy, chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh sẽ mau khỏe như cả nước cùng mong đợi.